Trong bối cảnh giá vàng nhẫn tăng kỷ lục những ngày gần đây, thị trường vàng tại Hưng Yên cũng có nhiều biến động theo thị trường trong nước và quốc tế. Ghi nhận lúc 16 giờ chiều ngày 10 tháng 4, tại một số cửa hàng vàng ở thành phố Hưng Yên, giá vàng 4 số 9 được niêm yết ở mức giá 7.650.000 đồng đến 7.700.000 đồng trên chỉ bán ra và quanh mức 7.500.000 đồng trên chỉ mua vào. Mức giá này tăng khoảng 100.000 đồng so với mức giá vào sáng nay và chiều ngày 9 tháng 4. Lượng người mua bán giao dịch có tăng nhẹ, song chủ yếu vẫn dè chừng để tìm hiểu thị trường, không đầu tư ồ ạt. Thị trường nó biến động như này thì dân tình thì họ cũng đến để họ xem xét thêm thị trường như nào. Hơn thần tài thì nó có 6-4 bao nhiêu đấy. Bây giờ nó lên thì cũng nhiều, cái lượng mua bán thì nó cũng có gọi là sôi động hơn trước một chút.